đó, đầu kiến đó, cái cốc đó. U vậy rồi quất rồi. Uống rồi đi chạy gió đây tôi uống rồi. Mình xin chào cô chú và tất cả các bạn. Thì chiều hôm nay mình với ba mình, chú Út với Dượng Út xuống sông làm mồi, xuống sông chạy cá nè. Thì các bạn hỏi qua về chú Út chọn mồi như thế nào. Dạ. Thì bữa nay tiết lộ luôn nha cả nhà. Dạ, bữa nay chú Út nói luôn. Rồi chế biến mồi về chà có không có đừng rồi chú Út ha. Mồi thì ngon đó, mà quan trọng cái là kinh mình có cá hay là không nữa. Chú Út Út bấm giới thiệu thành thực phẩm luôn ha. Này thực phẩm chạy cá chứ không phải thực phẩm mình ăn nghe. Đây là bao gồm có là hai loại thức ăn, một loại thức ăn gà về cá cóc, một loại thức ăn cá cha. Này gì cô Mai, này là bơ. Mà cái đó mình cho vô thêm bốn muỗng nữa cha, bốn muỗng bơ, bốn muỗng, còn cái phần thêm hai cái trứng vịt nữa, đậu phụ ra hai cái trứng vịt cho nó béo. Mà chơi mồi dữ không, không chơi chài mới có Út ơi, chài cá mà giống thịt mồi mình thèm quá vô. Vui vẻ để ra tiền mà. Phải không Út? Chút xíu đem lên rồi, rồi dư mồi đó mình chài vô mấy cục mồi đó đem lên mình chiên luôn chút. Chiên bơ lại. Có bơ chưa? Có hột vịt luôn. Ăn mấy muỗng rồi? Ba. Rồi muỗng nữa đi. Này cháu thèm quá Út ơi. Rồi được rồi. Có cái mồi gì nữa? Rồi. Cái mồi gì nữa? Và cuối cùng hộp vịt. Hộp vịt là tổng cộng là 4 loại mồi. Một cái thức ăn thì cá cha đó. Nhưng mà thì còn cái này thức ăn mình cho lươn ăn nè. Mình dùng tới 40 độ đạm luôn cả nhà ơi. Nó thơm lắm. Rồi mình cộng thêm cái thức ăn của vịt con hay gà con cũng được. Nặng đó mình chài cho có cá chè vinh nè, cá cóc rồi cá dảnh rồi đó. Ủa chứ đập có chứ. Hết chết ngựa. Ôi trời, đậm cái nó bể luôn. Quá buồn. Bữa nay ông ra ký hiệu coi chừng trời té xong nữa. Té xong nữa. Chưa trời nó gớt ngoài. Không sao đâu, không gớt ngoài rồi. Dưỡng Út chào cả nhà cái Dưỡng Út. Ông ra quay clip ông chào gì chứ. Chào cả nhà nha. Chờ chút rồi mình bắt đầu mình nhờ cọc lại đầu xuống sông mình gãi mồi cái nha. Mình nói chào được rồi, tới tay dính không có đưa lên được cái nhà. Cảm giùm hen. Cười hoài chứ không? Rồi giờ này cũng hoàn thành rồi, chuẩn bị đi nhà thấy dưới sông cá nhiều quá. Thì lâu chài quá trả lại coi như thế nào em. Đây. Biết 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 quả. 8 quả. Là 8 vòng nha. Mình chài là ta 8 chài. Đừng có xài quả. Quá ớt lắm. Hôm nay thì bây giờ tôi bưng mồi hay sao? Nhiệm vụ bữa nay là như ba bơ đi. Là để Dưỡng Út thì làm là cứu trợ. Chú Út chạy phải không? Xuống xuồng cả nhà. Xuất phát thôi. Ba mình xuống trước ngồi với. Cái 12 con ngục mình để ngay gốc cây ở đây cho nó mát á, không bị mục. Tình hình căng quá cả nhà đó, cả nhà thấy gì chưa? Chỗ nào không điện, không điện. Ẩm một quả duy nhất Út. Ngay bữa lách cái ghe cào đó cả nhà thấy không, rồi thêm một cái chiếc xuồng xẹt nữa kìa. Thẩm rài thì mình không có làm, mà mình mới làm mới bơ xuồng ra bắt đầu là tới tay luôn, không biết thành quả sao đây. Bỏ luôn bữa này luôn hay gì chú Út, đâu cào đâu. Nhờ chú Út nói thôi làm ơn dở cào lên á, chạy qua hút khúc này nên cho chú cháu mình bỏ mồi xuống á cũng đỡ, chứ mà cài nữa là xong luôn. Cào á, tại vì cào có điện á, con cá nó nhát dữ lắm. Đùng
Anh liền ngoài là cá nó ra. Ông im rồi. Hôm nay mưa đó cả nhà. Mưa nước mưa á. Mưa thường. Ba mình sao bơi. Xưa ba mình là đi xúc mô á, bơi từ đây lên tới trên miên. Bơi một ngày tới không cha? Ngày đó. Bơi nước ngược không á. Lần đi là nước ngược về thôi. Ở ghe ha. À phá ghe hả? Về thả xuôi. Cũng chiều rồi. Ơi. Nãy con luyện rồi. Ơi cho luyện. Mẹ à, chốt luyện đi. Chốt dễ luyện đi, con luyện hồi chốt quên á. Được rồi. Rồi. Này có ngày chằng cái ống xả nước trong hầm cả nha. Rồi im luôn. Giờ bắt đầu mình bơi ngược lên trên kia. Đảo xuống mình chài thôi. Chài dài xuống đây nè. Này chở khẩm xuồng nha cho chốt. Này chở khẩm xuồng nha. Chưa chân 4 người xuống xuồng là thẩm rồi đó. Bơi lên tới địa điểm chài nè, ngay chằng cái ống nước đó, từ đó mình chài dài xuống để chốt bắt chài quất khoát đầu tiên kéo lên xuống sướng nha. Sướng sướng nha Út. Giò dài nhuyễn quá vô không thấy không. Mở hàng sao cho ngon nha chú Út. Lắc dữ vậy. Một tiêu. Hình như hả? Chục. Hình như ủng cục mồi. Nhớ cục mồi nó hơi nới lên trên. Ừ. Không, nó ngay chăng luôn. Ngay đó. Ngay nhưng mà nó méo. Méo. Méo ăn tôm. Nó méo ăn tôm. Gì vậy? Hả? Có cá gì cả nhà ơi. Bữa không? Tực tực rồi. Ê, đừng có vuốt vô Út ơi, cá cha, cá dồ không đó. Ngạnh á. Bơi xuống nữa không chú Út, cho ship chạy không? Thịt vô cái ống nước đó luôn đó cha. Vừa tay lia lịa hết bực bực bên sau này có à đó cái gì vậy ý vậy ý gì ô cái bự thôi cái gì nhiều cái này cái xác hay cái gì chú Út ô cái xác ngon à nguyên bậy hả hai con cái dồ, cái dồ cái xác hay cái dồ chưa ngốc cái dồ. Sao giống cha nhỏ cha nhỏ đấy chài đầu có cá được rồi cả nhà ơi tôi chưa có cá bự nhưng mà có cá là được rồi chài hơi méo cả nhà ơi chài đầu chưa sao im chút bình yên lại biết Út này hay luôn ơi cá nhỏ đâm biết luôn ơi bữa nay có chị Vinh này nè mưa xuống bắt luôn lau kiếm nha chú Út chừng nào chút nhiều không mình ấy lại lỡ không có nó tiêu luôn á ốc nó kìa hai con cá dồ cái này về thả vuông luôn quá mày có để điện thoại trong nhà trong mình không hai cá dồ hai cá chị Vinh không một con cá lau kiến, đen cá lau kiến này, đen cá lau kiến chà bá kìa. Xe này của bà con mình đi bán muối, muối cục á. Thì thường thường bây giờ mua để cho bò nó uống nước muối á, quậy nước muối uống. Rồi dính cái bọc cái gì, dở chiến dịch lên. Chú Út đang thủ thế cả nhà. Xuống chài Út ơi. Được rồi đó. Được rồi đó.
Ồ, mới thấy cái này à. Ngay luôn đó. Để nãy giờ bơi sao? Bến này hay thường hay chạy có cái cốc. Nhìn được không? Nhìn đi cho chạy chiếc. Rồi nhìn đi. Chạy này chắc lặng quá. Gị gị gì không? Hả? Rồi không phải đâm mà cả nhà. Đó, đầu kiến đó, cái cốc đó. U. Hai con cốc luôn. Sao mà lên trên không ở dưới không có? Nó ăn nó tính bỏ chạy hay gì đó. Hai cái cốc luôn, một cặp luôn. Được rồi. Tại vì con im rồi. Rồi bữa đó quốc chạy cái tới 6 chạy không có. Thôi ta chơi hàng khủng. Bị cái sùng xẹt hồi nãy cả nhà. Chắc cá nó cũng tạt đi bớt. Cái khủng cái là lầu xuống sông cái mình bị đụng hàng hả chú? Đụng hàng. Nó không chui gì giờ cha? Dạ. Mình đã cho chú coi cho mấy ông ý kiến á, tôi nấu cho. Sao vô ngốc? Nó chui về giờ vô ngốc. Cá cốc nè. Vô vô ngốc à. Ai để suy nghĩ. Suy nghĩ. 1 phút 30 giây suy nghĩ. Trong đồng mình có gì mình nấu nấy đi chứ. Trong đồng mình có gì nấu đó ha. Từ cơ ứng biến hả? Cá này bự hơn bữa hổm, cá mình dân lưới bữa hổm chút. Rồi cắt. Bữa này chú Út kinh nghiệm quá không té. Té mới có cá chú Út ơi. Rồi. Hả? Anh chuối. Té mới có cá phải không? Ừ, té mới có cá. Rồi. Chạy không té là không có cá. Cá nó lôi mới té đó. Nào Út. Kiếm đầm nữa. Có hả? Gấp hay vậy? Chưa ship mà. Dính cây nữa hả vậy? Bơi. Dạ. Góc góc bơi. Lặng cái gì? Lặng cái rồi cây nè. Rồi. Lên chưa? Lặng đi. Mới nhắc là có liền. Kỹ ta. Có cây có cá. Cái gì? Có cây có cá đây. À, xuống nước mới ướt mình mới có cá đây. Rồi. Rồi. Rồi chưa? Rồi á. Dạ thẳng lên chút. Không. Cho anh cầm mấy. Thẳng lên sao mà nó dùng được. Ông dở lên đây, chừng nào ông gịch xuống cái nào mình nương theo xuống vậy đó cho ông giấy gõ. Giải đâu giải ngay vớn không má. Ủa cái vớn đâu đây? Rồi. Ngay cái vớn hả? Ngay cái lưới như này. Rồi, cái này chắc có nữa rồi. Hết vui. Nhìn nữa. Đó, cá cha kìa. Qua bên này vô mánh lục kiến nè. Được con cá cha nữa. Ở cái gì mà gớt xuống cái bịch vậy chú? Đầm lục. Cho dưỡng ốc xuống mò cái được con nè cả nhà. Được con bự bự hơn. Đuổi cá vô được. Đuổi cá rồi. Ừ. Còn mấy nè nữa Út? Ba nè nữa. Ôi có lý, còn ba nè nữa. Bây giờ ông xả chài để tôi quất con chài thử ra. Rồi, đúng. Không được thì xuống sông. Có đi được mà. Còn 1 2 3 nền nữa nha cả nhà. Quả cơ 5 chạy nè cả nhà.
nhà đổi tay cả nhà ơi, ta dựng ốc mà sao đây. Tẩy vào ba dùng luôn nghe chú. Nãy giờ chú Út hết hết năm rồi đó. Năm rồi đó, năm rồi. À, bây giờ tới tôi giải là tới anh lặn lại. Năm nữa. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Phải rồi. Cái đó dân chài là phải vậy đó. Dân đi chài là nói ra chịu liền à. Ừ. Con thấy lặn là mới có cá. Cá nhớ nhân chà chết để ngay lần nó hoang lắm rồi. Đó, mình chạy ngay mồi thôi, ngay dùng thôi. Hên xui. Không mà, nói chung là mình luyện dùng là không có gốc rồi. Hả? Trên cái cây. Ờ, trên đó. Quên hả? Quên đâu, trên cây ta biết rồi, nhưng mà ngay cục cái bún gì đó. Trời ơi, bu luôn. Trời ơi. Tới chút niềm quá. Tới chút nữa vừa. Rồi. Ông em rồi. Ngay cây hay gì ạ? Cây. Hồi nãy bơ nó lên được rồi. Cây ngặt ngay đó. Chết luôn. Tiêu. Lặn không? Chưa đã biết. Coi chừng vậy mà dính cá. Ủa đi đâu nhân đi là nó dính dài. Dính luôn hả? Rồi dính gốc quá. Im lắm. Gạt đâu hả? Xuống lặn hả? Còn trong rồi. Đi lên. Đổi kẹo. Tiếng chi mình biết. Lên tiếng gỡ gốc chi mình biết. Cái gì không? Cây không. Cái gì? Cây không cả nhà, chắc quá rồi. Chắc quá quá. Không có cây nhớt luôn. Rồi. Sạch trơn, cái chài sạch trơn luôn. Chắc nằm trên cây không hả chú? Cây không. Tại cái vùng này mới mà mình chưa có biết. Đợi đi thử ba đợi đi. Còn hai vùng nữa chú. Nào cô kêu kêu dậy dậy. Rồi, quất. Chết rồi. Rồi. Ngủ rồi đi. Chạy giót đây tôi ngủ rồi. Đang không vậy. Tới công chuyện rồi. Tới công chuyện. Nó đâm chơi vô chứ nó đâm chơi ra đâu. Còn chạy cuối nè. Chạy này gần dùng nữa. Chạy này chắc không có quá cả nhà. Phải mất gốc nữa hay gì kìa. Ê gà là. Những gốc chạy những gốc lặn luôn cả nhà. Nhường lại cho chú Út rồi. Một không im rồi. Một chài thì mất gốc, một chài thì dính cái đọt cây còng. Đó, có cá kìa. Hai con. Con cứ vô đồng. Đâu? Ờ, đừng con vô đồng. Đấy, con gỡ gốc. Hướng cho có gô đồng có luôn. Cầu bút qua luôn quên. Nãy nãy giải luôn đi. Sao làm lại không Dương không? Làm sao làm lại á? Sao ta làm vậy mà nó dính ta? Để cao quá. Để cao. Nhưng cái này bóng lửa hết sức im. Cuối nha nha. Rồi có để vớt giác cái người ta tới cái cào chót. Ngay giọt nước nè. Chút mà. Hả? Để
Chưa. Thắng lên anh Năm ơi. À, thấy được đó anh ơi. Chưa tới đâu. Tao nói gần tới mấy luôn hả? Được rồi đó. Thôi làm đi. Bà em. Ghê luôn á. Hử? Ngay luôn đó quay. Ngay rồi. Giật giác chèo cái chơi cuối rồi chú Út ơi. Dữ lắm không chú? Cái gì vậy? Cắn nữa. Được cây vậy? Con cá ơi. Thiệt không? Thiệt. Con cá. Đang dở vừa vừa ha. Chú con đánh á nè. Ừ, khoan lại. Ừ. Bữa nay là cấp dữ. Đội cứu hộ, giữ ốc bữa nay làm đội cứu hộ rồi. Bật bật dữ không ra chốt. Kẹt cái gì dữ ta. Cái gì vậy? Quậy quậy cho cá nó chạy ra vậy không? Sao hả? Gốc ráo rồi. Nhé lại chơi. Nó nằm không ha. Ôm cũng được mà. Còn cá mà. Còn không? Đó. Gì đó. Trời ơi, hai con cá trà vinh. Rồi xong luôn cả nhà ơi. Rồi, đi tới đầu làng. Đi tới đầu làng luôn. Để cậu đi rồi tôi rước thôi. Cậu đó. Cũng dễ lên. Cũng được. Để có nhiều mình dùng diêu đi chứ biết sao giờ. Nó thấp bự trúng nó nhà. Nó trúng rồi. Cái lá cây nó quá bự rồi. Nó đội lên rồi. Ừ. Này cá cha trong ngoài cá sát. Hàng cá cóc rồi. Nội chú ơi. Chú. Nội chú. Cọc lóc kiến luôn anh Út. Làm luôn đi. Làm luôn. Lát gì mình thái nó luôn. Giờ chốt cũng tắm rửa xong rồi nè. Giờ mình bằng cá. Mấy con cá nhỏ mình thả hết trơn rồi. Còn chừa lại hai con cá cóc với hai con cá cha vừa vừa đó. Giờ thiếu mình mặn thêm con lươn đó nha. Cũng nước sôi rồi nè. Cũng nước sôi mình chanh muối rồi cho nó sạch nhớt á. Bữa nay mình lươn mình nấu canh chua rau chay, còn cá kia mình kho tiêu. Đây mấy cá lau kiến không biết mặn gì luôn rồi. Có mấy con. Mấy con cũng nhỏ nhỏ không thêm. Chắc rộng lại bữa nào kiếm thêm. Dưỡng gốc ở đây hái rau chay nha. Gỗ nó đủ không chứ không? Mưa xuống rồi tươi xanh nè, rau chay này, rau chay kim. Chay này ăn nên thuốc không? Tốt hơn rau chay bự thôi nha Dương Úc. Tốt hơn. Thôi thua keo này mình bài keo khác hả Dương Úc? Chuyến sau làm lại đi. Sao bữa nay kỳ quá? Hôm nay phong thủy không được tốt. Xù nó kiếm gì bạn? Trong hồng em có biết sao? Biết sao nữa. Bữa nay chạy thắt mà sao còn ca nổi nữa chú. Ca con cá nó lại mà cá nó không lại nó đi luôn. Thầy ngồi chạy nghe. Yeah. Ngắt lại. Bây giờ chạy cá và thắt rồi bây giờ mình ăn rau cộng. Thả rồi mình nấu chua. Đây. Cá với lươn mình cũng rửa sạch rồi đó.
qua mình ăn gà, bữa nay mình ăn cá cả nhà. Thì mình cũng nhúng lửa lên rồi, chờ cho nó cháy mạnh mạnh cái mình sang bên kia một lò nữa, hai lò làm hai món cho nó mau. Bữa nay cái tiệm của anh em chú cháu quá thất thu rồi, thì mọi gốc mà cá không được nhiều nữa rồi. Cháu Minh thấy lần gốc cực quá rồi, mua con lươn nó phụ thêm. Con lươn này khủng cả nhà. Phần cá có nhiêu mình thôi. tám chài mà được có 4 con. Chắc cầu quay lên. Giờ vô chiều tối gấp quá, chú Út cũng quên cả nhà ơi. Cả nhà ơi thông cảm giùm nha. Lẽ mình để xả ớt vô mình sấy cho nó vàng mới để lươn vô. Từ từ chú Út đừng gấp. Rồi vậy thông cảm giùm cả nhà. Năm nói chuyện sẽ thấy thương quá. Bữa nay đóng dây buồn. Cá ớt hành tím tỏi. Cái vàng này mình để lươn vô lại cả nhà. Không cảm cho chốt. Mình để lên cho nó săn nó thấm xả coi. Giác này chú tưởng tượng vào cái nồi canh chua đi. Rồi. Mình lỡ khác rồi. Ok. Con gái thứ ba của mình ăn gì con, chào cả nhà đi. Múc là đi hái rau chùa bà mình là múc mà mè. Để mấy cục đây chú Út, nãy con để hai cục đó. Hai phải không? Rồi hết rồi phải không? Nhìn dầm me ra. Đặc quá, con bên nước vô. Quá đặc rồi. Nãy còn để me hơi nhiều. Giặt xả qua bên. Giặt luôn phải không? Giặt sâu qua bên múc nước không rồi. Thông cảm nha chú. Rồi không sao. Này chứ chú mà. Tay người mới đâu có biết đâu. Chèn lại mà. Chèn lại kinh nghiệm lắm mấy đứa. Giờ mình phụ xong mà tối rồi, chiều rồi đói bụng rồi. Ọt ọt cái bụng. Nó sâu cái mấy tầng rồi. Chốt. Nó kêu mấy tầng rồi. Hay nồi cá kho. Tử á. Điều từ hồi lần gốc tới giờ. Vậy hả? Quá lâu vậy. Cá sang mình để nước mắm vô em. Này nó cũng thấm à. Lặn đường tiêu ấy rồi ướp. Lặn mà không có cá buồn quá. Cá buồn. Vậy. Lươn cũng đã chín rồi cả nhà ơi, mình để rau chay. Đấu ăn khóm luôn rồi. Hả? Đấu ăn khóm luôn rồi. Khóm luôn hả Út? Khóm luôn. Cái đồ đũa mình đâu ta? Đũa dính cá rồi. Đũa dính cá. Xẹp không chú? Xẹp dạ. Nhìn thấy cũng dữ lắm rồi đó. Có mắt đại vô cái. Đây là mình để rau canh chua vô cả nhà. Rồi canh chua cũng chín rồi. Giờ chỉ còn chờ cái nồi cá kho thôi. Qua gió rồi. Nhắc xuống luôn hả cha? Nhắc xuống luôn đi. Cái này để gục. Rồi, giờ để dựng ốc mình hút tô canh chua cả nhà.
xưa mẹ của mình á nấu món canh chua rau chay mà ốc á, ốc mà xưa ốc con bự dữ lắm, con ốc bu con tùm giò vậy đó, mình lễ cái mình nấu canh chua ngon lắm. Con lươn nó nứt bùng thịt hết trơn vậy ngốc rồi, hai khứa đạn tô rồi cả nhà ơi. Mình tới 4 khứa đó hả? 4 khứa nè. Rồi dễ trái cây ngon dữ rồi. Này mình chấm nước mắm trong ha. Rồi để chút con làm chén muối ớt mới được. Con thích muối ớt. Muối ớt ngon hơn. Rồi đây khô rồi đây hành vô nha cả nhà. Giờ này cũng đói bụng mệt cũng chiều rồi tối rồi. Đẹp luôn. Dưới kiểu cho đẹp đẹp đi. Rồi. Giống hình xa mè xa đậu quá Út ơi. Rồi, nhớ lại hồi đó à, anh Năm. Đó, thấy không? Đều do thấy không? Đó. Rồi. Chén mưa hết cả nhà. Bữa nay thất thu rồi cả nhà ơi, chả cá không có mà mình nè, mà mình làm cái món là lươn nấu chua với cá khô tiêu được không cái ra thấy ngon dữ lắm rồi đó ha. Rồi dùng cơm bữa cơm chiều này, cái tôm chua gào nó lặn dưới hết trơn chú Út ơi. Thôi để có hai con cầm lươn để giáp vòng mà chú, để đó tôi gấp cho chú hả. À. Anh lớn tôi gấp anh cái đi. Thôi mà để chú mình gấp để tôi. Dạ. Ờ phải không? Rồi ăn gấp hết khúc lươn cũng được đó. Dạ. Thôi nhỏ nhỏ thôi ơi. Thôi ta để đi, ta gấp, ta ăn, ta gấp. Không trời lạnh giúp. Trời mình về ăn lươn á. Thôi à. Tặng chú Út mà. Dạy cá mà ăn lươn mới ghê. Dạ, dạ, ăn lươn nè. Không có nè. Đó, bữa nay ăn lươn đi. Đó. Dầm ớt. Ai. Cha Dương Út tự nhiên đi. Nước mắm không thể nào thiếu quá khen. Dương Út sớm làm cũng mấy hơ à, cũng đuối à. Mấy hơ cho Dương Út. Mấy hơ đâu? Ba nè, đâu. Một chài thì dính gốc, chài thì dính lên đọt còng luôn. Cơm chiều dưới anh em chú chắc. Cơm bự mà nó dai, đúng không? Thấy niềm sao chú? Số 1. Số 1 nữa. Bữa nay mình niềm với cả nhà. Mình niềm. Ở nhà cá khô tiêu của anh. Chưa chắc đâu. Hả? Chưa chắc thế đâu. Cá khô tiêu của chú. Hết nổi rồi. Hết nổi rồi hả? Không tới đâu rồi. Quá ngon, ngủ quá. Làm miếng này. Mình nấu mình khen ngon. Dạ ha. Không thức được. Đánh giá. Đâu. Còn nhiều lắm nha chú Út. Cắm nhiều đây. Cái này trở qua trở lại là nhắc xuống là nó vừa bằng hết ra để nó gục quá. Tại vì này gầu chai này nó nhỏ hơn gầu chai kia. Còn nó mau chín. Gầu chai nhỏ nó ngon, gầu chai lớn. Có hai loại luôn á. Ừ. Nãy mình không có múc cái đuôi ra hai chân không? Không, hai khúc giữa. Cả nhà dùng cơm. Cha gấp cá kho được không chơi? Đúng không? Thế thì chứ tay dài lắm. Rồi tốt. Ăn nữa nè. Thật ăn khúc luôn nè. Chạy với xong có cá mình xuống chợ mình chạy ngay dính con lươn chà bá luôn thấy không? Chạy mau luôn.
khúc quá bự rồi mình phải vẽ ra nha. Dài có trúng có tắt cái này nha. Nhiều bữa đó thơm ngon. Nhiều bữa đó chà con chài một không? Mấy kg luôn. Cắn vô miếng ớt à. Dạ một. À. Có gì nhầm cá. Tại bữa nay không có cá chú ơi. Chứ tôi bơi là chài còn chín cục màu mà. Phải không? Bơi đẹp hơn bữa đó. Đẹp luôn mà. Chài cũng đẹp luôn. Thằng ừ. Gà có cái có dưỡng ốc chài không dính cá mà dính độc cộng. Dễ mới hấp dẫn chứ. Dính hấp dẫn. Bữa nay không có té trong thì dính độc cộng. Chài vậy mới là cao thủ. Cao thủ. Làm đuôi đây. Ừ. Không làm đi. Làm đuôi. Làm khúc này luôn đi. Kế đuôi. Khúc nào cũng ngon hết á. Cái quậy lên giữ chứ. Hay Dương Út chén đây con gấp luôn. Trong Dương Út chài. Chài cá mà dính đầu cây mà dính lương cũng ghê không? Dính lương luôn. Dính con lươn chà bá luôn mới ghê. Để mà có con chim nào đó nó bay dính đuột dính lên mấy. Sao bữa nay no chưa? Nó ngon quá cả nhà ơi, ngon quá hết nồi cơm luôn à. Tiếc gì thiệt tình. Tại bụng mà chài không có. Chài không có tức quá ăn hết nồi cơm chú. Hết nồi cơm của cháu mình luôn à. Cho chồng cháu mình như đây nhìn đói hết tiền rồi. Chào cả nhà, hẹn video sau. Chào cả nhà, mình cũng xin phép kết thúc video này luôn cả nhà. Do video cũng khá dài thì cả nhà xem video á thì thấy thích chú cháu và cha con của mình á thì hãy bấm vào cái nút đăng ký kế bên và cho mình một like và hãy chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thì mình chân thành cảm ơn và cảm ơn rất là nhiều ạ.